rồi chào các bạn thì trong chủ đề hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về các không gian màu vậy không gian màu là gì thì không gian màu nó chính là một tổ chức cụ thể của các màu thì không gian màu này nó giúp hỗ trợ biểu diễn các màu có thể tái tạo được cho dù cách biểu diễn đó đòi hỏi ở dạng tương tự hay dạng kỹ thuật số và không gian màu cũng là một khái niệm rất là hữu ích để giúp chúng ta hiểu được các đặc trưng màu sắc của một thiết bị hoặc một cái file kỹ thuật số cụ thể nào đó có các thông số về màu và để hiểu rõ thêm về phần này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu các không gian màu phổ biến trong ngành in ví dụ như các không gian màu như là C, -E -I -X -E -C L, là H, vân vân thì hình đại diện trên này các bạn thấy hình đại diện này chính là hình mà chúng ta đã tính được các giá trị màu XYZ từ cái ví dụ tính toán các thông số màu XYZ của quả chuối ha thì từ các giá trị XYZ này chúng ta sẽ chuyển qua các không gian màu khác nhau và đây cũng chính là phần nội dung chúng ta nói ở phần tiếp theo này thì không gian màu đầu tiên chính là không gian màu CEXE -E -E. không gian màu thứ hai là CELAB năm 1976 không gian màu thứ ba là CELUV và không gian màu thứ tư là thông không gian màu LCH và bốn không gian màu này các bạn thấy rất phổ biến trong ngành in chúng ta cùng đi vào không gian màu đầu tiên đó là không gian màu CEXE -E thì trong không gian màu này được dẫn dắt ra từ các giá trị màu XYZ ha thì ở trong phần này giá trị Y lớn chính là giá trị độ sáng của vật thể và giá trị X nhỏ Y nhỏ được tính từ ba giá trị XYZ chính là tọa độ màu của vật thể. Thì từ biểu đồ màu này chúng ta có thể xác định được tọa độ màu dựa vào giá trị X nhỏ Y nhỏ hay là dựa vào giá trị tọa độ màu của vật thể. Thì đặc trưng của biểu đồ màu này như thế này thì các bạn thấy ha khi mà đi theo cái dãy bước sóng này thì ở đây là hưu, giá trị hưu thay đổi ha. Nghĩa là tông màu thay đổi các bạn Nghĩa là các giá trị màu sắc khác nhau sẽ thay đổi dọc theo bước sóng này Và tất cả các màu vật lý sẽ nằm bên trong cái biểu đồ màu này Và từ cái điểm trắng bên trong biểu đồ màu này Càng ra xa, càng gần đường biên á, Thì cái độ bảo hòa màu của mình nó sẽ càng cao Thì đây là biểu đồ màu năm 1931 Được dẫn dắt ra từ các giá trị màu XYZ Và đối với phần này, cái hình đại chính là cái đại diện cho cái trục y ha trục y lớn đại diện cho cái trục độ sáng của, của vật thể ha thì đối với không gian màu này thì độc lập với thiết bị và phù hợp cho màu của nguồn sáng hơn là cho màu của vật thể và sự khác biệt giữa các màu trong không gian màu này là không đều nhau rồi tiếp theo chúng ta cùng đi ví dụ về sử dụng không gian màu này để tính toán và biểu diễn tọa độ màu ít nhỏ y nhỏ của quả chuối trong phần trước mà chúng ta đã làm ví dụ từ các giá trị màu x, y, z chúng ta thu được các giá trị tọa độ màu của quả chuối như thế này. Rồi các giá trị tọa độ màu này chúng ta sẽ biểu diễn trong cái biểu đồ màu CE5931 này. Với điểm tọa độ màu này chúng ta xác định được vị trí tọa độ của nó là nằm trong này. Cũng sử dụng biểu đồ màu này chúng ta tính giá trị CB chính là giá trị độ tinh khiết của màu. Thì thông số liên quan tới độ tinh khiết của màu trong phần này chúng ta cùng nhớ về cái bài về đo độ trắng. Thì trong cái bài đo độ trắng chúng ta có phần sử dụng thông số tinh khiết màu này để tính toán các giá trị độ trắng theo công thức tính độ trắng của Max Adam. Đối với điểm W ở đây ha thì công thức tính giá trị tinh khiết màu như thế này. XWYW chính là tọa độ màu của nguồn sáng, XSYS chính là tọa độ màu của vật thể của chúng ta. Từ vị trí tọa độ màu của nguồn sáng ha tới vị trí tọa độ màu của mẫu chúng ta kéo một đường dài tới đây thì nó sẽ cắt cái biên này tại vị trí này. Vị trí này chúng ta gọi là XDID trong công thức này thì chúng ta xác định được là 0.53 và 0.46 thì từ đây chúng ta hoàn toàn tính được cái độ tinh khiết màu của quả chuối này tại bước sống là 585 ha với giá trị độ tinh khiết CB của tôi color purity là 83.7% thì đây là giá trị độ tinh khiết màu mà chúng ta đã được nhắc tới trong cái bài tính độ trắng theo công thức của Max Adam biểu đồ màu này được sử dụng nhiều để đánh giá độ tinh khiết của các loại bích măng mật in đánh giá các thông số về độ tinh khiết của màu sắc của nguồn sáng ha và sự khác biệt giữa các màu trong không gian màu này là không đồng đều với nhau do đó CM tiếp tục phát triển thêm các không gian màu mới về sau và cụ thể trong phần tiếp theo này chúng ta cùng đi tìm hiểu về không gian màu C lab nhằm để mô tả các màu sao cho gần giống với cảm nhận màu ở mắt người rồi chúng ta cùng đi qua không gian màu thứ hai đó là không gian màu CLB năm 1976 thì trong không gian màu này sử dụng hệ tọa độ đề cát để tính toán cũng như mô tả các màu nằm trong không gian màu thì đặc trưng của không gian màu CLAB này nó có ba trục ha trục A thì có giá trị trừ A tới cộng A ha, đi từ màu màu green cho tới màu red rồi trục B có giá trị từ trừ B tới cộng B đi từ màu blue cho tới màu yellow và trục L là độ sáng ha đi từ màu đen cho tới màu xám và màu trắng không gian màu này được xây dựng từ các giá trị màu x, y, z. thì ở đây chúng ta thấy giá trị x, y, z chính là giá trị màu của mẫu mà chúng ta tính toán được rồi x, n, y, n, z, n chính là các thông số màu của nguồn chiếu sáng tham chiếu ví dụ trong trường hợp này tôi sử dụng nguồn chiếu sáng tham chiếu của tôi là nguồn sáng D65 thì các thông số màu là như thế này nếu các bạn sử dụng nguồn sáng tham chiếu là nguồn sáng D50 thì chúng ta sẽ có một bộ thông số màu của nguồn sáng D50 theo chuẩn CE đưa ra từ tọa độ màu này, chúng ta có thể biểu diễn vị trí của một màu trong không gian màu CIELAB. Thì đặc trưng của không gian màu này là nó cho tính đồng nhất ha. tính toán về khoảng cách giữa các màu và đồng thời nó tương quan với sự nhìn màu ở mắt người. Và đây cũng là không gian màu đơn giản ha. Ví dụ, bây giờ chúng ta cùng đi tính toán các thông số màu của quả chuối mà chúng ta tính được từ cái ví dụ của cái bài phía trước, thu được cái giá trị LAB ha theo công thức như thế này. Ở điều kiện tôi tính toán ở đây là tôi sử dụng nguồn sáng D65. Rồi khi có các giá trị màu là AB rồi Bây giờ tôi bắt đầu biểu diễn các thông số màu này Trong tọa độ màu CLAB Rồi mình bắt đầu xác định các giá trị L, AB ha Thì cái điểm đỏ này chính là tọa độ màu Mà tôi xác định được của quả chuối ha Rồi không gian màu L, này được sử dụng rộng rãi Trong ngành công nghiệp in nên dùng để đo màu của vật thể Và đây là không gian màu không phụ thuộc vào thiết bị Có khả năng thể hiện tất cả các màu trong khoảng phục chế thì đây cũng là những ưu điểm của không gian màu lab ha tuy nhiên khuyết điểm của không gian màu này là thiếu sự đồng nhất về sự cảm nhận màu ở mắt người đặc biệt là ở trong vùng màu blue không gian màu này chưa được thiết kế để sắp xỉ gần với sự cảm nhận màu ở mắt người vì thế chúng ta cùng đi qua không gian màu tiếp theo đó là không gian màu clch thì không gian màu này có tương quan tốt với sự cảm nhận màu ở mắt người không gian màu lch này nó cũng tương tự như không gian màu lab đi từ không gian màu lab ra nhưng ở đây nó có thay đổi ở các giá trị C và H ha. Thông số L thì vẫn tương tự như thông số L trong không gian màu lab ha. Thông số C ở đây là đại diện cho Chromer, độ bảo hòa màu. Và thông số H ở đây chính là hue ha. Rồi một điểm khác ở đây là trong không gian màu này thì sử dụng hệ tọa độ cực để biểu thị các giá trị màu, trong khi không gian màu C láp thì sử dụng hệ tọa độ đề cát để biểu thị các giá trị màu. Rồi không gian màu này cho phép mô tả khoảng cách giữa các màu khi nhìn màu. Ví dụ ha, màu sắc của quả chuối tôi tính và biểu diễn trong không gian màu LCH được các giá trị như thế này. Rồi đối với không gian màu này chúng ta dễ dàng liên tưởng tới hệ thống màu trước đây là hệ thống màu Munsell Color. Hệ thống màu đầu tiên ha để mô tả màu sắc. Thì không gian màu này có tương quan tốt với sự cảm nhận màu ở mắt người. Chúng ta cùng đi qua không gian màu thứ tư chính là không gian màu CIELUV thì không gian màu này cũng được dẫn dắt ra từ các giá trị màu x, y, z thì từ các giá trị x, y, z đó chúng ta có thể biểu diễn thành các giá trị l, o, v theo công thức như thế này đây giá trị u phẩy v phẩy chính là tọa độ màu của vật thể và trong cái ví dụ của chúng ta chính là tọa độ màu của quả chuối nó cũng tính từ các giá trị x lớn y lớn và z lớn rồi giá trị u phẩy n v phẩy n chính là tọa độ màu của nguồn sáng chuẩn ví dụ trong trường hợp này chúng ta đang sử dụng trên nguồn sáng chuẩn là d 65 rồi đối với không gian màu này thì được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực về màu sắc của TV, màu sắc của màn hình hoặc được sử dụng để đánh giá các chỉ số hoàng màu của nguồn sáng. Thì chúng ta thấy các không gian màu lab, không gian màu LUV, LCH thì có các giá trị L như nhau nhưng các thuộc tính nhìn màu thì khác nhau. ha. Vậy tóm lại trong phần này, thì trước khi có các thiết bị đo màu thì việc mô tả màu sắc là sử dụng ngôn ngữ để mô tả rồi sau đó Mọi người mới mô tả màu thông qua việc so sánh màu bằng cách là sử dụng cái atlas màu của sale và việc xác định màu. Rồi đến khi có thiết bị về đo màu thì không gian màu đầu tiên chúng ta được biết đến đó chính là biểu đồ màu năm 1931 và tiếp theo là các không gian màu CR Lab năm 1976 thì không gian màu này mô tả sự cảm nhận màu gần giống với sự cảm nhận màu ở mắt người và tiếp theo đó để cải thiện thêm sự nhìn nhận màu cho tương quan với thực tế cảm nhận màu ở mắt người thì không gian màu là ra đời thì trên đây các bạn thấy đây là bức tranh tổng thể của ngành khoa học màu sắc từ trước khi có thiết bị đo màu đến khi có các kỹ thuật đo màu hiện đại ra đời và bức tranh tổng thể này cũng đã kết thúc cái phần nội dung của chúng ta là nói về các không gian màu và chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo là nói về sự sai biệt màu cũng như là dung sai màu. Rồi thân chào các bạn.